cái công thức mà nó định sẵn, mà nhất là món ăn Việt Nam đó, là tôi không có, các bạn biết là món Tây thì nó ABCD, bao nhiêu gram, cái gì là nó ra cái công thức hẳn hoi, cứ theo đó là làm. Còn riêng cái món ăn Việt Nam của mình hay vậy là nó linh động. Các bạn đi chợ đâu phải là lúc nào các bạn mua củ cải nó cũng cỡ này đâu, nó có lớn có nhỏ, nhưng mà không bao giờ cái đầu bếp Việt Nam có cái cân hết, đúng không? Thành ra là các bạn cứ nhắm chừng, có thể là mình nấu cái vị nó xây xích chút xíu, mình chỉnh lại, chứ không có nghĩa là mình cứ là ràng buộc theo những cái công thức mà nó cứng nhắc. Thành ra cái người đầu bếp gia đình có đôi khi là cuối tháng cuối tuần mình dọn cái tủ lạnh cái mình có được món ăn, đúng không? Nếu các bạn nào mà đành nấu ăn thì sẽ biết. Hoặc là mình đi chợ hôm đó đi, thịt cá này kia nọ, đâu phải là trong đầu mình nghĩ là ra chợ phải mua cái món cá đó về nấu cái món đó, nhưng mà khi ra chợ món cá đó nó không tươi. Các bạn phải xoay sở tình thế, phải đi mua một cái món nào khác nó ngon hơn, nó tươi hơn để đem về ăn, đúng không? Thì lúc đó các bạn phải nấu món khác rồi. Thì cái người đầu bếp gia đình hay chỗ đó. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Bây giờ là bắt đầu nha. Thì trước nhất cái bước đầu tiên là các bạn cho một tí dầu vào. Và các bạn nên nhớ là tôi có một cái hũ sắt gớt nè. Thì khi mà nấu riêu rồi các bạn nên nhớ là bao giờ mình cũng phải có cái mặt bạch tôm, đúng không? Thì từ trước tới giờ thì mình hay dùng cái loại cái gì đó, hạt điều. Thì hạt điều mình phải bỏ dầu vô cho cái độ nóng nó thật là cao, thì cái điều nó mới ra màu. Và mình sử dụng cái đó để mình tạo màu cho cái món riêu. Nhưng mà thực ra ăn cái đó rất độc, tại vì các bạn nhớ là cái dầu ăn mà nấu ở nhiệt độ quá cao quá nóng đó. Và cái hạt điều các bạn bỏ vào đó thì không có tốt. Cho nên là tôi thay cái này sắt gấc. Và cái sắt gấc này tôi chế biến này các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bạn Phúc, Huy Phúc. Thì bạn này là tiến sĩ vật lý chứ không phải là dân thường nha các bạn. Nhưng mà bạn này rất là thích nấu nướng và bạn đã theo ủng hộ tôi. Cho nên là hôm nay tất cả những cái này là setup hai cô cháu setup mang từ A tới Z tới đây và setup cái buổi nấu ăn hôm nay. Các bạn cho nào pháo tay để ủng hộ bạn Phúc. Trước nhất đó là các bạn phi hành với tỏi cho thơm, cho một tí dầu ăn vô. Và khi nó thơm rồi thì các bạn cho một ít sắt gớt, các bạn đảo cái rồi cái là mình tắt bếp liền. Tại vì mình giữ cái dưỡng chất của cái gớt. Tại gớt nếu mà nấu ở nhiệt độ cao quá thì nó mất hết.